Mình mời sư Đặng Đông tiên phong ông ngoài tiểu vụ kinh ngày hôm nay, và Nhật Quỳnh cũng kính mời tất cả bạn tay quý vị trong đạo tràng hoan hỷ đưa bàn tay của mình lên để ông bài pháp cú, ông bài tiểu vụ kinh ngày hôm nay à. Dạ, sa thủ bàn tay Đặng Đông, sa thủ bàn tay Trần Đạo. Dạ, Nhật một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý vị à. Mời Đặng Đông tiên phong nha. Sa thú Di Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Pháp Tính, cô tu nữ Thammachari, cô tu nữ Khánh An. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Tá Cá, chương 3, Ba Pháp, bài số 67 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỷ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến thân và lời trầm lặng và ý cũng trầm lặng, không có các lậu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân ẩn sĩ được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bát Tha Giả, Nam mô Tam Ma Giả, Nam mô Sa Kha Giả. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Lý, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đặng Đông, chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu ra rõ. Con xin đọc Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Quốc Tá Cá, chương 3, Ba Pháp, đoạn 67. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến thân và lời trầm lặng và ý cũng trầm lặng, không có các lậu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân ẩn sĩ được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và con đã đọc bài xong, xin gửi mít lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sip Trần Đạo. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Tá Cá, chương 3, Ba Pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỷ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến thân và lời trầm lặng và ý cũng trầm lặng, không có các lậu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân
chân ẩn sĩ được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và Cấm Dân đã đọc bài xong. Muốn mời bàn tay của Sít Sương Mai. Dạ, con Sư Mai Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ, dạ, Sư Mai kính chào chư quý cận sự. Dạ, xin cảm ơn cô Cẩm Vân. Con xin đọc Kinh Tiểu Bộ Ittivuttaka, chương 3, Ba Pháp, Tiểu Bộ Kinh 56. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến thân và lời trầm lặng và ý cũng trầm lặng, không có các lậu hoặc, đầy đủ các đành lũ giới trầm lặng của các bậc chân ấn cả, chân ẩn sĩ được tên gọi là vị đã tắm sạch các điều ác ý. Các điều ác, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con kính mời chị Kim Nhung ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Rạng Đông đã cho biết tín hiệu. Dạ, con Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Sang Kha, dạ. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các trong đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ittivuttaka, chương 3, Ba Pháp, phần 56. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Thân và lời trầm lặng, và ý cũng trầm lặng. Không có các lậu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân ẩn sĩ, được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đã đọc xong ạ. Xin cảm ơn huynh Quát Thanh Á đã post bài. Dạ con kính mời vị ký tiếp ạ. Con xin xuống mic. Dạ sa thú lành thầy Sita Hồng Thị Kim Nhung. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ con xin được đọc Kinh Tiểu Bộ Ittivuttaka chương 3, Ba Pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Thân và lời trầm lặng, ý và ý cũng trầm lặng. Không có các lậu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân ẩn sĩ, được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ Nam Mô Phật Tha, dạ, dạ con xin được xuống. Dạ kính mời xin Nhật Huỳnh nhá. Không biết cô tu nữ Tề Duyên đã nghe được chưa, nếu có xin đăng kính mời cô tu nữ Tề Duyên.
tư nữa thì dân ra rồi. Kính mời Sĩ Thông Nhật Thuyền. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vát Thanh Á. Nam Mô Bích Tha, dạ con thành kính lãnh lễ để Đức Tự Nhẫn vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sức Trăng Đông, từng đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, con không biết sư có thời gian không, bạch sư. Sư có thời gian không? Sư có thể ôn bài với chúng con không? Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức Tăng trên những đức lên. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ ạ. Chào quý vị bốt bài lên dùm sư. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Puttaka chương ba pháp. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba trầm nặng này. Thế nào là ba? Thân trầm nặng, ý trầm nặng, lời trầm nặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm nặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến thân và lời trầm nặng, và ý cũng trầm lặng, không có các lậu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân ẩn sĩ, được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, con thấy hình như sư bỏ mít xuống không được, nên con xin phép bỏ mít sư, sư hoan hỷ cho con. Dạ, cảm ơn Sư Rạng Đông. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài Tiểu Bộ Kinh ạ. Dạ, cảm ơn Minh Vách Hành Á cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itiputtaka chương 3 ba pháp 67 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến thân và lời trầm lặng, và ý cũng trầm lặng, không có các lậu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân ẩn sĩ, được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha, dạ. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Nhật Quỳnh thấy có tâm pháp ở trong, quên, có tâm hương ở trong đạo tràng, tâm hương, tâm pháp nữa nè. Dạ, mình chào tâm pháp.
Nhục Quỳnh thấy có hai vị này trong đạo tràng, Tâm Pháp ơi có cầm mít được không? Tâm Phương ơi cho Nhục Quỳnh một tín hiệu để Nhục Quỳnh nhường mít, không ấy Nhục Quỳnh khóa sổ đó nghe. Nhanh tay lên, Tâm Pháp ơi. Alo, dạ mến chào Xích Hoa Nguyệt. Alo, alo. Rồi, mời Tâm Pháp, mời Tâm Phương. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức thân, con thành kính đảnh lễ thần tọa minh hạnh. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp tân, đại đức pháp tính. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào quý đạo hữu. Con kính lễ cô tu nữ Tham Ma Gia. Dạ con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ, con xin phép đọc. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Quốc Tá Cá chương 3 Ba Pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này, thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến thân và lời trầm lặng, và ý cũng trầm lặng, không có các lậu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân ẩn sĩ, được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ hết à. Dạ con hết rồi phải không Xích Nhật Bình? Dạ con kính tri ân đạo tràng. Dạ con kính mời, con kính gửi mít lại đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và thượng tọa Pháp Tăng. Con kính lễ của tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ. Dạ. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Vút Tắc Khá và chương 3, ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này, thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỳ kheo, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này đã nói đến thân và lời trầm lặng, và ý cũng trầm lặng, không có các lậu hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân ẩn sĩ, được tên gọi là vị đã tắm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đã đọc xong, bây giờ con kính gửi mic lại cho vị kế tiếp. Ủa? Dạ, sa thú kính cảm ơn Tâm Phương. Cảm ơn Tâm Pháp. Dạ. Cảm ơn vị vị rất là nhiều. Dạ cảm ơn đạo Xích Trạng Đông và Hoa Nguyệt, Xích Tâm Pháp cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tề Nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh quên trên kinh Tiểu Bộ 67 La Mã. Dạ, cảm ơn Nam Phương cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Tâm Hương, Minh Quách Thanh Á, Xích Kim Nhung, chị Sương Mai, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên ông bài Tiểu Bộ Kinh 67. Và bây giờ thì cũng còn sớm mấy phút, nhưng con cũng xin phép được thỉnh Pháp Sư
Thì chắc cũng vừa dạ, lời đại sư chuẩn bị cho chúng con bài học ngày hôm nay. Tại con không còn thấy bàn tay của vị nào, nên con xin phép được thỉnh pháp sư sớm ạ. Chút xíu mẹ gọi lại. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lưu mọc đằng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vận ngầm ngùi khẩn quản Phật nhận lời nhân chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy trên pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khẩm chốn đi tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, trước khi con thỉnh thượng tọa pháp thân lên thuyết giảng bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chính văn. Dạ, cảm ơn huynh Bát Thanh Á cho bài học. Bài học hôm nay kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 pháp. Bài 68 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận, này các tỳ kheo, người ấy được gọi là người bị trói buộc với ác ma, với bảy lưới của ác ma bao trùm, bị làm theo ý ác ma muốn. Này các tỳ kheo, với ai tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các tỳ kheo, người ấy được gọi là người không trói buộc với ác ma, được thoát khỏi bảy lưới của ác ma, không bị làm theo ác ma muốn. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, vị ấy được gọi là đã tu tập tự ngã, đã trở thành Phạm Thiên, Bậc Như Lai, Phật Đà, Bậc đã vượt qua được hận thù và sợ hãi, Bậc đoạn tận tất cả, được gọi danh như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu để con dâng bích đến sư à. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, thượng tọa pháp tăng có nghe được âm thanh con không? Nhật Quỳnh chính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng bích đến sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp và Tăng, kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Chư Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học qua bài 68 La Mã. Trong nội dung của bài 68 thì cũng có những cái chi pháp chúng ta gặp cũng rất là quen thuộc. Có một chi thì nó cần phải bàn sâu rộng hơn thêm. Và trước khi giảng cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Aphiwadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiền nhân sư bì trí vẹn toàn. Sakato Phakawata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiện. Subhatibhano Phagavato Savakasankho Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mở Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì Đức Phật ngài dạy trong nội dung của bài kinh này đó. Phần chánh văn thì Đức Phật ngài nói rằng dạy rằng ai mà chưa có tham, chưa được đoạn tận, sân chưa được đoạn sẵn, si chưa được đoạn tận, thì tỳ kheo ấy là người bị trói buộc bởi ác ma, bảy lưới của ác ma và bao trùm, ác ma bao trùm, bị làm theo ý muốn của ác ma. Và vị tỳ kheo ấy, ai đã ly đoạn được tận tham, đoạn tận sân, đã đoạn tận si, đã đoạn tận, này các tỳ kheo, vị ấy gọi là người không bị trói buộc bởi ác ma, thoát khỏi lưới ác ma. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nói rằng Đức Phật ngài dạy rằng đoạn tận tham, sân và si. Thì nếu chúng ta nói thì căn của bất thiện đó, thì nó là ba căn để tạo ra cái nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác. Đó là lobha mula, rồi dosa mula và moha mula. Tức là ba căn bất thiện: căn tham, căn sân và căn si. Thì chính ba cái căn bất thiện này nè, nó biến tấu ra trở thành phiền não rất là đa dạng. Ví dụ như chúng ta nói đến phiền não, nói đến lĩnh vực của triền cái, thì nói đến phiền não tới nhiều cái phiền não, 10 phiền não tất cả. Nói đến triền cái thì nói đến 5 cái loại triền cái. Nếu nói đến ái, tức là nhiều loại ái khác nhau. Nhiều loại ái khác nhau. Thí dụ như nói lục ái, tức là nói đến 6 căn. Hay nói đến 18 ái, hay là 36 ái, hay là 108 ái. Nói chung á, là nói đến căn tham là như vậy. Bây giờ khi mà nói đến ba cái căn bất thiện mà Đức Phật ngài dạy ở đây, đó là
gọi là ai chưa đoạn tận được tham, ai chưa đoạn tận được sân, ai chưa được đoạn tận được si. Thì trước tiên đó là chúng ta nói đến cái căn tham cái đã. Cái tham á là một trong những cái định nghĩa, nó từ ở cái sự tìm kiếm, dính mắc, ưa thích. Nghĩa về chữ tham là vậy, ưa thích, dính mắc và tìm kiếm. Mà tìm kiếm ở đây đó là tìm kiếm đến với cái năm dục. Năm dục tức là sắc, thinh, thương, vị, xúc, nó cũng là tham. Tìm kiếm như thế, rồi ưa thích trong những cái thứ đó, rồi tìm kiếm trong một cái nữa đó là tìm kiếm với một đời sống mới, đời sống sinh hữu mới. Thí dụ như nếu nói tham á, thì nó cũng đồng nghĩa, nếu nói theo giáo lý Duyên Khởi thì đó là ái. Cho nên ở đâu mà có mặt của ái thì ở đó có khổ đau. Cho nên tham ở đây khi nói đến tính chất của căn bất thiện đó, thì chúng ta hiểu rằng đó là căn tham. Mà tham thứ nhất á, là chúng ta nói đến ưa thích trong năm dục. Cái thứ hai là ưa thích, ước muốn trong sự tái sanh ở trong một đời sống mới. Ví dụ như bây giờ mình muốn, giờ mình bị sống trong cõi đời này, chúng ta gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái khổ sở, gặp nhiều khổ về tâm lý, khổ về thể chất, nhiều thứ. Rồi mình ước muốn ở tương lai, ở trong một đời sống kế tiếp, nó tốt đẹp hơn. Thì cái ước muốn đó nó cũng là một cái dạng ái, ái tham trong cái đời sống, mong muốn được hiện hữu. Rồi cái gì mà nó tạo nên cái sự thỏa mãn ở trong cái, ngay cả cái lạc ở trong thiền, nó cũng là cái yếu tố của ái. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đâu mà có cái tham ở trong đó. Mà tham ở đây đó là chúng ta thấy rằng cái căn tham ở đây đó là có cái, nó liên quan với tà kiến và nó không liên quan với tà kiến. Tà kiến là sao? Tà kiến là quan điểm nhìn nhận sai, chấp sai. Vậy những cái chấp sai, cái nó không liên chấp sai, thì như bây giờ là trong cái việc mà chúng ta chỉ thỏa mãn ăn uống ở trong sự thoảng ở trong sắc tinh thôi, đó là đơn, nó chỉ là thật. Nhưng mà là chúng chấp quan điểu người ta thường, không có chấp thường như vậy đó, thì chúng ta bỏ đi cái thường kiến, thấy nó vô thường. Bởi vì có nên có người đó thì họ cho rằng là có một số người nói là thường. Trong kinh có nói là như thế này nè, gọi là điên đảo kiến hay là điên đảo tưởng. Điên đảo kiến hay là điên đảo tưởng có nghĩa là từ cái vô thường mà cho rằng cái thường. Thí dụ bây giờ là thân ngũ quẩn mình, hoặc là cảnh vật xung quanh của chúng ta, đời sống của chúng ta, nó là vô thường. Có người cho rằng cái đó là thường thì cái đó là điên đảo kiến.
hay là điên đảo tưởng. Điên đảo tưởng, trong kinh gọi đó là điên đảo tưởng, nó đảo ngược lại, rồi từ cái khổ mà cho là lạc. Thí dụ bây giờ chúng ta sanh ra làm người, rồi chúng ta có cái thân này, chúng ta gẫm lại từ lúc mà chúng ta bắt đầu là thọ thai vào lòng mẹ đến khi chúng ta ra đời, đến khi chúng ta được nuôi nấng lớn lên trưởng thành cho đến ngày hôm nay đó, thì chúng ta cũng trải qua biết bao nhiêu cái khổ. Mà cái khổ đó đó là có khi là mình không nhận ra, không nhận ra. Vì sao? Vì đó chính là vô minh. Vô minh mà nó đồng nghĩa với si đấy. Đồng nghĩa với si đấy. Vô minh là đồng nghĩa với si đấy. Cho nên cái chấp mà có cái ái dính liền ở trong đó. Ái mà dính liền thường kiến, tức là cái gì đó hằng hữu. Rồi cái gì đó là khổ mà cho là lạc. Cái gì đó là vô ngã. Cái gì đó mà gọi là vô ngã đó, thì chúng nói rằng có cái tự ngã, có cái tôi trong đó. Tôi trong đó. Nếu mà tôi này mà chấp với lại ngũ quẩn á, cả ba khía cạnh thì nó ra rất là nhiều. Thấy không? Bốn khía cạnh cũng ra rất là nhiều. Tôi, tự ngã của tôi, hoặc là của tôi. Nếu mà chúng ta chấp như vậy đó, thì nó là cái mà thường chấp trong cái ngã của chính mình. Cái đó cũng chấp sai lầm. Cho nên là thường ở đây đó, chấp thường ở đây đó cũng là một trong những chính dính mắc, gọi là thường kiến. Mà chấp đoạn ở đây đó là cũng dính mắc ở trong cái đoạn kiến. Thí dụ như có một số người quan niệm rằng là trên đời này chúng ta chết là trở về với cát bụi, không có tái sanh đời trước đời sau, không có luân hồi. Rồi ngay cả mình tạo nghiệp thiện nghiệp cũng không có cái quả vui, tạo cái bất thiện nghiệp cũng không có cái quả xấu, quả khổ. Khi mà chúng ta quan niệm như vậy thì đó là cái chấp đoạn. Chấp đoạn. Cả hai cái chấp đó đó đều là nguy hại, nó liên quan tới kiến. Cho nên tham mà nó liên quan đến kiến. Rồi có những cái tham nó chỉ đơn thuần thôi là thích thú, ham muốn và dính mắc như đó thôi. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói ngũ dục, chúng ta nhìn vậy thôi. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta thích thú trải như vậy thôi, nó không có chấp gì trong đó, chấp thường hay chấp đoạn trong đó, thì cái đó nó tham nó không có dính trong đó. Thì khi nói đến cái căn bất thiện là nói đến ba căn: căn tham, căn sân, căn si. Và nếu nói là cái yếu tố để tạo nên cái đời sống luân hồi của chúng ta thì đó là chính là tham ái, đó chính là tham ái. Cho nên dù là chấp thường hay là chấp đoạn nó cũng là đều là chấp hết cả hai cái đó. Cho nên nói, nếu mà nói đến quan điểm đó, thì rõ ràng là chấp thường, chấp đoạn nó cũng là nguy hiểm. Mặc dù là chư Tổ Đức chúng ta có nói là nên chấp hữu như tu di sơn, mà chấp vô như giới tử. Có nghĩa là thà là chúng ta chấp hữu là có, tức là còn có đời trước, đời sau đó, còn có nghiệp của điều thiện, nghiệp quả của điều thiện, nghiệp quả của điều ác á, thì chư Tổ Đức nói rằng là thà là chúng ta chấp hữu còn như là cái núi tu di, còn mạc chấp vô như giới tử. Có nghĩa là dù là chúng ta có chấp vô đi nữa thì nó nhỏ như cái hạt cải đó thì cũng không nên, cũng không bằng. Nhưng mà cả hai cái chấp này đó cũng là cái kiến chấp hết, sai lầm hết. Cả hai cái kiến chấp này sai lầm hết. Cho nên cái căn tham á, cũng chính cái căn tham này nó khiến cho chúng ta hành động đó, tạo nên cái quả khổ. Và nếu mà nói ái á, một người mà còn cái ái á, thì có nghĩa là còn cái ái á, nó có nghĩa là còn bị ác ma trói buộc, bị bao phủ bởi ác ma. Cái ác ma ở đây đó chúng ta hiểu, cái ác ma nếu mà nói là ma đó thì rõ ràng là trong kinh nói tới năm loại ma, tức là phiền não ma.
pháp hành ma, ngũ quẩn ma, tử thần ma và thiên ma. À, chúng ta thấy như vậy. Cho nên là nếu mà nói thiên ma thì chúng ta loại trừ ra đi. Bây giờ chúng ta nói đến ngũ quẩn ma do cái phiền não này, do tham này mà khiến cho chúng ta có cái ngũ quẩn này. Ngũ quẩn này. Cho nên nói thế thế giới, tức là nói đến tam giới dục sắc và vô sắc. À, nói là thế giới là chỉ cho năm quẩn này. À, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này. Nó có mặt và nó luân chuyển tái sanh từ ở cõi này sang tới cõi khác, cũng chỉ cho là một thế giới. Là thế giới là như vậy. Cho nên ở đây đó là sự bao trùm của ác ma, là nói đến phiền não. Phiền não ác ma. Nói thứ hai nữa đó là nói đến ma nữa đó là ngũ quẩn. Do có phiền não cho nên chúng ta có ngũ quẩn, mà triết học gọi đó là thân và tâm, hay là thể chất và tinh thần. Thể chất và tinh thần. Tinh thần ở đây là tâm của chúng ta, tâm thức của chúng ta. Bốn cái thành phần danh quẩn. Còn thể chất tức là sắc quẩn của chúng ta. Đó là như vậy. Như vậy thì ở đây là do cái ác ma, do cái tham sân si chưa đoạn tận, cho nên ác ma nó sẽ bao phủ. Chúng ta có cái gọi là ngũ quẩn ma, có phiền não ma, rồi có pháp hành ma, rồi có tử thần ma luôn. Tưởng với thượng ma nó sẽ đến. Một khi chúng ta còn luân hồi thì cái chết nó sẽ diễn ra. Có những cảnh giới đó thì cái chết nó không phải đau đớn như chúng ta ở cõi người. Tức là nếu chúng sinh là quá sanh thì chỉ biến mất, nhưng mà đó cũng chỉ cho sự chết, chấm dứt. Còn chúng ta chết đó, thì nếu chúng ta còn phiền não đó thì chúng ta còn luân hồi, chứ chưa có thể hết được. Cái chết đó nó là cái chết tạm thời, rồi tiếp tục cho một cái đời sống mới nữa. Vì vậy cho nên người ta mới nói cái câu là chết là gì? Chết là chấm dứt một hiện tượng tạm thời, chấm dứt một hiện tượng tạm thời, chấm dứt của một cái hiện, chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Chúng ta lưu ý vậy. Hiện tượng tạm thời là gì? Chúng ta có thân này, rồi chúng ta có mặt này là một hiện tượng tạm thời, tạm thời trong một khoảng thời gian từ lúc mới sinh ra cho đến lúc vào đời kiếp nhân sinh của chúng ta. Đó là hiện tượng tạm thời. Và chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời thì chúng ta sẽ là mất kiếp này, nhưng mà rồi chết kiếp này, rồi chúng ta lại tiếp tục tái sanh nữa, bắt nguồn từ ở cái căn tham này mà ra. Nhưng mà nói đến căn tham á, thì đó là cái căn gốc để tạo ra pháp bất thiện. Cũng nhờ, cũng vì tham đó mà người ta trộm cắp, cũng vì tham đó mà người ta lường gạt, cũng vì tham đó mà người ta có thể có cái động lực để mà tạo nên cái sự sát sanh hại vật gì đó, mà người ta phải gánh lấy cái quá khổ tham đó. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái căn bất thiện đó là si. Mặc dù trong giáo lý duyên khởi thì nó không có cái chi pháp là si, nhưng mà si ở đây đó, nếu mà nói cái tính chất, xin lỗi, sân ở đây đó, không có chi pháp là sân, không có chi pháp là sân. Nhưng mà sân ở đây đó thì quý vị thấy rằng đó là nó là một cái tính chất mà luôn luôn hủy diệt đối tượng. Tức là chúng ta thấy cái gì mà nó không ưa là chúng ta không muốn nhìn. Chúng ta nghe cái gì mà không ưa thì chúng ta không muốn nghe. Thí dụ như bây giờ người ta chửi mắng hay người ta nắng cái gì đó, người ta nói nặng nói nhẹ gì đó thì mình không muốn nghe. Mình cũng không muốn thấy cái cảnh đó. Bởi vì hả mà sân khởi lên á, thì nó luôn luôn muốn hủy bỏ đối tượng. Cái lời nói nghe, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy tư cũng không muốn nghĩ nhìn tên. Cho nên cái căn sân này đó là mặt trái của tham. Mặt trái của tham. Cho nên nói mà cực, thí dụ như một người mà thương ai quá đó, mà không được đó, thì sanh ra cái sân hận, bực bội, quan trái. Nó là như vậy. Có rồi, có những người đó là họ chỉ là đơn thuần, họ chỉ là sân thôi. Tức là thấy cái cảnh đó
hay là nghe cái cảnh đó như vậy vậy vân vân, thì tự động mình sanh ra cái lòng mình không ưa thích, không ưa thích, cho nên mình bực bội, bực bội người, bực bội cảnh vật, bực bội cái này cái kia. Xong rồi mình sinh ra cái phản ứng là mình phải tìm cách này cách kia để mà mình làm tổn thương, hay là mình phản lại, hay là mình có những cái thái độ trái ngược lại, thái độ trái ngược lại. Như vậy là từ ở cái sân đó, và cũng vì chính cái sân đó mà người ta sẽ là hãm hại người, hãm hại người, hãm hại người hay vật. Bởi vì cái sân nó bản chất của tính chất của nó là hủy diệt đối tượng, cho nên cái gì mà nó sanh khởi lên, hả, sân mà sanh khởi lên thì nó thường thường là khóa hủy diệt đối tượng. Người thì cũng muốn không muốn thấy mặt, hay là người cũng không muốn tồn tại, đánh đập thì giết chóc vân vân. Rồi vật cũng vậy, rồi đồ vật cũng vậy, đồ vật, con vật cái đồ vật cũng vậy, còn đồ vật cái thì muốn đập bỏ, là con vật cái thì muốn giết chóc đánh đập hành hạ. Từ ở cái gì, cái sân đó, cho nên nó là mặt trái, mặt trái của lòng tham, mặt trái của lòng tham. Về nói về căn bất thiện thì rõ ràng là do cái sân mà người ta tạo ra cái nghiệp bất thiện. Nãy khi nãy là tham và mà người ta tạo nghiệp bất thiện, thì bây giờ là cái sân này là người ta cũng do cái sân này mà người ta tạo nghiệp bất thiện. Cho nên là nếu mà sân thì có những trạng thái mà chúng ta nghĩ nhiều lần thì chúng ta mới sân. Chúng ta thấy cái cảnh trái ý nghịch lòng, thấy trái mắt đó, mắt thấy trái mắt đó thì chúng ta khó chịu, thấy nhiều lần thì chúng ta mới sân 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 hận, hoặc là nghe người ta nói nhiều lần thì mình mới tâm sân hận, hoặc là mình suy nghĩ nhiều lần, cứ hãy nghĩ tới những điều đó thì hả, có hận tư duy thì có hận tư duy thì có quan trọng sân hận, người ta mới là hủy diệt đối tượng. Cho nên cái căn này nó là cái căn mà gây ra cái đau khổ, căn căn sân á là gây ra cái đau khổ. Rồi có những cái tâm sân á thì cũng không có cần phải suy nghĩ nhiều lần, tức là khởi lên là bực bội khó chịu. Bây giờ quý vị thấy rằng nhiều khi mình ngồi mà nóng quá, trời nóng nực quá thì mình cũng thấy khó chịu, đói quá thì cũng cảm thấy khó chịu, thân khó chịu, tâm cũng khó chịu, đó là vậy. No quá, tức bụng á cũng khó chịu, rồi lạnh quá thì mình cũng khó chịu, vân vân. Như vậy thì cái tâm của mình á nó khởi lên những cái sự khó không hài lòng là sân rồi, chứ không phải là nhất thiết là cái người đó phải là nói nặng gì mình, đánh đập gì mình thì mình mới sân, không phải. Tự động người ta nghĩ lên là người ta sân thôi, khó chịu, đó cũng là một cái căn bất thiện, và căn bất thiện này đó là tạo ra cái nghiệp nặng, tạo ra cái nghiệp bất thiện nặng. Cho nên là không ít là chúng ta thấy rằng là cũng vì cái nô quan trái mà Thứ Phi Ma Gan Đi Giá đã nhiều lần chửi Đức Phật bằng những cái danh từ thậm tệ, cũng vì cái quan trái mà cũng vì cái sự sân hận đó, ganh tị đó, tật đố tà kiến đó, mà khiến cho chàng thanh niên kia đã đốt cốc Đức Phật Ca Diếp. Cũng vì sự ganh tị đó cho nên là thầy của Ngài Xá Lợi Phất cũng như là một kiền liên lúc mà chưa gặp Đức Phật đó, ông Sanh Chay Giá, chúng tôi nhớ không lầm là như Sanh Chay Giá, ông ta mới ói máu. Du sĩ đạo sĩ Sanh Chay Giá ói máu cũng vì gì? Cũng vì ganh tị, cũng vì tật đố, cũng vì sân hận, ói máu sanh vào khổ cảnh. Cho nên là chúng ta thấy rằng cũng vì cái pháp bất thiện sân này mà người ta tạo ra nhiều cái nghiệp quả khổ ở trong tương lai. Bây giờ nói đến cái căn sân, căn si này. Cái căn si ở đây đó là sự mê mờ, sự mê mờ, sự không nhận đúng về bản chất thật của nó, hay nói là không có
nhận thức đúng chân lý, đó là sự mê mờ. Cho nên nó nhiều khi mê mờ á, cho nên là chúng ta nhận cái giả làm cái thật, chúng ta nhận cái hư ngụy mà cho rằng cái chân thật. Tất cả những cái điều đó đều là nó trái ngược với những gì chân thật của nó. Từ ở cái gì? Cái si mê. Si mê, si mê là sự mê mờ, không nhận đúng của nó. Và si mê này nó đồng nghĩa với vô minh. Đồng nghĩa với vô minh. Như vậy thì trong ba cái căn bất thiện này, nó cũng đều là tạo ra cái nghiệp bất thiện hết. Tạo ra quả khổ hết. Tạo ra quả khổ. Nhưng mà cái căn mà để tạo nên cái đời sống luân hồi thì chúng ta nhìn lại nè. Căn tham á, thì nó đồng với lại ái, đồng nghĩa với ái. Căn sân thì nó không có chi pháp, nó là mặt trái của tham thôi. Nhưng mà căn si á, thì nó đồng nghĩa với vô minh. Mà hai cái pháp này nếu chúng ta chưa đoạn trừ đó, thì rõ ràng là chúng ta bị ác ma nó bao phủ. Ác ma bao phủ. Ác ma chi phối. Ác ma chi phối. Và trong cái đời sống hàng ngày đó là do những cái pháp này đó mà khiến cho, làm cho ác ma nó chi phối chúng ta. Chi phối chúng ta cho nên là tham, sân và vô minh. Với ai đã từ bỏ tham, sân và vô minh, vị ấy được gọi là đã tu tập tự ngã. Cái tự ngã ở đây thì mình hơi khó hiểu, chứ là đã tu tập cho mình á. Hiểu là như vậy, đã tu tập cho mình á. Nếu mà mình đoạn trận, mình thương mình á, thì mình phải đoạn tận cái đó, đoạn tận pháp bất thiện đó, tham, sân và vô minh. Vô minh hồi nãy chúng tôi nói là đồng nghĩa với si, và si đồng nghĩa với vô minh. Cho nên ở đây đó là nếu mà mình biết thương mình á, như trong kinh Pháp Cú là attahi attano ko hinatho barosiya đó, attata hisudante na la thăng đun là đun đó phát thì ra phần, có nghĩa là nếu mà một người nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn thức tỉnh, phải luôn luôn thức tỉnh, có nghĩa là người trí thì mình phải biết thức tỉnh. Thức tỉnh tức là mình tu tập cho tự mình á, làm sao để đoạn trận được tham, sân và vô minh, hay là đoạn được tham, sân và si, đạm thần đoạn trượt đó. Và trong kinh Thập Thượng á, thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng avicca cattanha ca ime dve dhamma baha tappa. Ngài Xá Lợi Phất ngài dạy ở trong kinh Thập Thượng đó, có nghĩa là gì? Vô minh và ái. Như vậy thì hai cái căn bất thiện mà tạo cho chúng ta vừa là gây đau khổ, vừa gây đau khổ để trong khổ vậy này đó, nghĩa với ái na đó, nhưng mà giờ quý vị nghe lại chưa, nghe lại rồi ha. Dạ, cảm ơn quân quá. Thì ở đây, ở trong nội dung của bài kinh này, Đức Phật ngài dạy rằng với ai đã từ bỏ tham, sân và vô minh, vị ấy được gọi là đã tu tập tự ngã. Có nghĩa là mình tu tập cho mình á, tự ngã ở đây mình hiểu là tu tập cho mình.
đã trở thành Phạm Thiên, đã trở thành Phạm Thiên, bậc Như Lai Phật Đà, bậc đã vượt qua được hận thù và sợ hãi, bậc mà bậc đoạn tận tất cả, được gọi danh như vậy. Bây giờ nè, nếu mà mình trở thành một cái vị Phạm Thiên á, thì hiểu rằng Phạm Thiên mà nếu là bậc thánh á, thì tùy vào bậc thánh để mà đoạn tận phiền não. Ví dụ như là các vị chứng quả Tu Đà Hoàn có khi sanh mà chứng thiền nữa thì sanh về cõi trời Phạm Thiên sắc giới. Nếu mà chứng sơ thiền thì sanh về ba cõi sơ thiền. Chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền. Chứng tam thiền thì sanh về ba cõi tam thiền sắc giới. Và chứng tứ thiền ở trong kinh Tạng hay là ngũ thiền ấy, thì sanh về bảy cõi tứ thiền hay là ngũ thiền. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là một vị thánh mà đoạn tận đến mức độ nào, thì nếu mà có chứng thiền ấy, sắc giới, thì các vị ấy sanh về các cõi trời Phạm Thiên sắc giới. Được cái dương sanh, được cái danh xưng như vậy, được cái danh xưng như vậy, được gọi là Phạm Thiên, thì vị ấy đã một phần được đoạn tận phiền não, áp chế phiền não. Bây giờ hay là nói rằng một vị mà để trở thành Đức Phật, Như Lai Phật Đà, Như Lai Phật Đà, Như Lai Phật Đà. Phật ở đây chúng ta hiểu là một cái bậc giác ngộ, chữ Buddha là bậc giác ngộ. Thì ở đây đó là nói cái bậc mà hoàn toàn giác ngộ thì bậc A-la-hán tinh văn. Theo trong kinh điển Pali đó, kinh điển Pali thì có ba hạng Phật. Hạng thứ nhất là Samma Sambuddho, tức là chỉ cho chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng giác. Hay phiên âm gọi là Tam Biểu Tam Bồ Đề, Phật truyền, Phật giáo Bắc truyền người ta thường nói là Tam Biểu Tam Bồ Đề là Samma Sambuddho. Thì cái chữ Bồ Đề ở đây là cái chữ Buddha, tức là chỉ cho cái người giác ngộ. Giác ngộ lẽ thật, ngộ lẽ thật. Cho nên gọi là Phật. Thì trong kinh điển Pali cái hạng Phật thứ nhất là chỉ cho là chánh đẳng giác. Vị thứ hai gọi là Paccekabuddho, tức là chỉ cho các vị độc độc giác Phật. Độc giác Phật. Những vị này ra đời vào thời kỳ không có đức chánh đẳng chánh giác, cũng là số đông, nhưng mà cũng là tự giác ngộ, cũng như vị chánh đẳng chánh giác là do các ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Chư Phật độc giác là như vậy. Nhưng mà chư vị thanh văn giác thì ra đời vào thời kỳ có đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời, gọi là Sāvakabuddho. Thì cái chữ Buddha hay Buddho ở đây đó là chỉ cho cái người mà giác ngộ, chứng ngộ về lẽ thật của nó, lẽ thật của nó, thì chỉ cho bậc A-la-hán. Thì vị ấy mới vượt ra khỏi cái gì? Sự hận thù và sợ hãi. Bậc ấy mới xứng danh mà gọi là Phạm Thiên, hay là vị ấy xứng danh được gọi là bậc Như Lai Phật Đà. Bậc Như Lai Phật Đà. Như vậy thì khi mà mình nói đến ác ma đó, nói đến ma đó, ác ma ở đây thì chúng ta khi mà một người mà chứng đắc được cái quả vị hoàn toàn giải thoát thì không có luân hồi nữa, thì cái tử thần ma nó không có thể nào mà bị dây bắt hay là bao phủ. Bởi vì bậc mà chứng đắc A La Hán thì bậc đó gọi là bậc vô sanh. Hả, vị ấy là do cái nghiệp quả còn dư sót cho nên còn cái thân luân hồi này. Và sau khi mà các vị mà đã chứng quả vị A La Hán rồi đó, thì các ngài từ bỏ cái thân ngũ uẩn này rồi thì các ngài niết bàn luôn, không còn tái sanh, cho nên gọi là bậc vô sanh. Bậc vô sanh là chỉ cho bậc A La Hán đó. Chúng ta thấy cái danh từ Pali ở trong kinh điển Pali phần lớn là sử dụng cái từ A La Hán thôi, chứ không có sử dụng cái từ Phật. Từ Phật là bên Hán Tạng thì sử dụng, hay trong tiếng Việt của chúng ta thì sử dụng, chứ còn cái từ Pali thì sử dụng cái từ A-la-hán, tức là bậc mà đã đoạn tận những phiền não, hay là bậc đáng được cúng cúng dường, đáng được lễ bái, vân vân. Thì khi mà mình nói đến A-la-hán, tức là chỉ cho ba cái hạng Phật đó là Thinh Văn Phật, Độc Giác Phật và Toàn Giác Phật. Toàn Giác Phật. Cho nên cái người mà vượt ra khỏi cái lưới ma,
không bị bao trùm là cái người đoạn tận được tham sân si. Đó là chúng ta nói đến căn bất thiện. Còn chúng ta nói đến cái yếu tố của luân hồi, cái phiền não để tạo nên cái luân hồi, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Bởi đó tức là phiền não lực. Do cái phiền não đó cho nên chúng ta mới tạo tác, chúng ta mới có hành động, cả hành động thiện, hành động bất thiện. Thì trong đó hả có hành động thiện hay hành động bất thiện thì tạo nên cho chúng ta luân hồi. Luân hồi mà hả còn luân hồi thì chúng ta còn khổ đau. Như cái người mà vượt ra khỏi ác ma, tức là về tử thường ma không còn nè, rồi ngũ quẩn ma cũng không có nè, tại vì ngũ quẩn đâu có còn. Ngũ quẩn là cái kết quả của cái gì, của đời sống luân hồi của chúng ta, đời sống luân hồi. Mà sở dĩ có luân hồi chính là do phiền não, do hành động, tức là do nghiệp chúng ta tạo, cho nên chúng ta có cái ngũ quẩn này. Và trong kinh Pháp Cú chúng ta nhớ cái câu mà Đức Phật ngày khi mà ngài giác ngộ với cội cây bồ đề á, cội cây asatha đó, thì ngài á lại là ngài mới nhận ra là cái nguyên lý của luân hồi khổ đau. Cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà này, ngài nói rằng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Tức là nhà này là chỉ cho cái thân ngâm quẩn của chúng ta, mà người xây dựng nhà này tính là chỉ cho tham ái và phiền não vô minh ấy, nó tạo nên cái đời sống luân hồi này. Mà đối với các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc A-la-hán, là đã tận diệt được tham, tức là chỉ cho ái. Nếu chúng ta nói đến cái phiền não thì ai, sân là mặt trái của tham ái mà thôi. Rồi si tức là chỉ cho vô minh. Mà nếu mà hai cái pháp này được đoạn tận thì cái căn nhân của phiền não nó không còn, và căn nhân phiền não không còn thì không có sự hiện khởi của năm quẩn này nữa, tức là cái ngôi nhà này nó không có tái khởi, nó không có hiện khởi nữa. Là cái người mà xây dựng nhà này là đã tiêu diệt, đã tiêu diệt. Cho nên Đức Phật ngài nói là này người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị bẻ gãy, đòn tay ngươi cũng đã tiêu diệt, nay tâm ta đạt được tịch tịnh. Có nghĩa là vậy. Cho nên Đức Phật ngài nói ngài thấy được cái người mà xây dựng ngôi nhà này, tức là và ngài đã tiêu diệt cái người mà xây dựng nhà này, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ, tức là chỉ cho phiền não. Và do cái vô minh, tham ái, chấp thủ cho nên khiến chúng ta hành động tạo tác, và hả có hành động tạo tác thì chúng ta có luân hồi, dù là luân hồi ở trong cõi dục, cõi vui hay là cõi khổ, hay là chúng ta tái sanh ở trong cõi sắc, cả 16 cõi sắc, hay là chúng ta tái sanh ở trong cõi vô sắc, bốn cõi vô sắc, thì cũng đều khổ đau. Vì vậy cho nên là được xứng danh, được dân danh danh xưng Phạm Thiên, danh xưng người tham còn hay ta dạy ở đây, tức là tham sân và vô minh, hay là tham sân si đó mà chưa được đoạn tận đó, thì cái người đó vẫn còn bị bao phủ của ác ma. Nhưng mà cái người mà đoạn tận được tham sân si thì vị ấy đã tu tập thương mình, tu tập cho mình, bằng vị ấy mới xứng danh là gọi là Phạm Thiên. Vị ấy mới xứng danh gọi là Như Lai hay là Phật Đà. Bởi vì sao? Cái căn nhân sanh tử không còn nữa.
Vì vậy cho nên là vị ấy không còn khổ đau. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến chư thiên ngự xung quanh nơi chùa chúng tôi đang trú, cũng như là chư thiên khắp nơi nhà của các vị Phật tử và chư tăng, chùa chư tăng luôn được sự an lạc, để chúng ta dẫn mạnh tiến tu ở trong cái đời sống tu tập của mình. Chúng tôi xin được dứt lời. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu rõ để cố gắng học hành theo. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa buddha nu ha we na sara sati kawan tu te vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa dhamma nu ha we na sara sati kawan tu te vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa sangha nu ha we na sara sati kawan tu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.